Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 25 tháng 10 năm 2023, theo ghi nhận, giá cá ếch lương ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều. Cụ thể, cá tra tại các tỉnh như Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ có giao dịch chậm. Giá cá tra thịt đang ở mức 26.700 đến 27.000 đồng 1 kg. Cá tra giống mẫu 30-35 con giá tăng nhẹ từ 27.000 đến 30.000 đồng 1 kg. Giá cá lóc tại Đồng Tháp, An Giang, Trà Vinh giảm nhẹ do giao dịch nội địa và xuất khẩu chậm. Giá từ 34.000 đến 37.000 đồng 1 kg tùy size. Cá lóc giống size 500-700 con 1 kg giá dao động 135 đến 160 đồng. Ếch thịt tại khu vực Đồng Tháp, Hậu Giang giá tăng nhẹ. Giá ếch thịt hiện có giá từ 41 đến 43.000 đồng 1 kg. Giá ếch giống loại 100 đến 150 con 1 kg giá 400 đến 500 đồng 1 con. Giá cá điêu hồng tại khu vực Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Hậu Giang cũng giảm nhẹ. Loại cá thịt 600 g có giá từ 38.000 đến 43.000 đồng 1 kg. Cá điêu hồng giống có giá từ 27 đến 30.000 đồng. Giá cá trê vàng loại cá thịt 6-7 con 1 kg tại Đồng Tháp cũng giảm về mức 31.000 đến 34.000 đồng 1 kg. Tại khu vực Đồng Tháp, giá cá rô phi ổn định từ 38 đến 40.000 đồng 1 kg loại cá thịt 500 đến 600 g. Giá cá rô tại khu vực Cần Thơ và Hậu Giang loại cá thịt 3 đến 5 con 1 ký có giá dao động 31.000 đến 33.000 đồng 1 kg. Giá cá thác lát tại Hậu Giang, An Giang có giá giảm nhẹ nhưng neo cao, giá từ 82 đến 85.000 đồng 1 kg. Tại Hậu Giang và các tỉnh lân cận, giá lương thịt có giá nhích nhẹ, dao động từ 82 đến 85.000 đồng 1 kg. Mời quý bà con xem thông tin cụ thể theo bảng giá sau. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ, giá tôm sú hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.